Bất động sản, Huy Trần. Bất động sản này, bạn hoan đồ bán quần áo trẻ em này, đang làm sai đồ đi phượt bên nước ngoài, nhang trầm hương. Quần ui Đoàn Tín Hải bán rất là nhiều thứ, quần áo nữ này, hải sản này, đồ gia dụng này, mọi người đánh hết lên xem có ai trùng mặt hàng cạnh tranh mà. Thực chất Facebook nó không cạnh tranh lắm bởi vì nó đông quá ấy. Nên các bạn không phải lo là bị người này người nọ cạnh tranh gì cho mất công. Còn ai bán gì nữa không? Không phải giấu nghề đâu. Thì hôm nào các bạn làm một cái bữa buổi để target đấy, không phải target nhưng mà ý là các bạn target như thế nào ấy, đăng hết lên nhóm ấy thì mọi người vào bình luận. Thì 3 phút nữa là 10:15 thì mình bắt đầu nhé, mọi người ai vào chậm thì thôi. Mai mình cũng quay video lại mà. Ở đây thì mọi người chạy quảng cáo bao nhiêu lâu rồi? Ôi, ảnh Hà Kiên vài năm. Thì những người nào mà có kinh nghiệm thì chỉ cho những người sau. Đăng khoa 2 tháng. Sao giờ vẫn có người chưa vào được nhỉ? Nguyễn Hoan Đô 6 tháng, Nguyễn Long 5 tháng. Bây giờ hiện có 24 người trong lớp cơ. Không được có mấy người trả lời thế này. Còn ai nữa không thì tham gia vào cho nó xôm nào. Cảnh Văn 2 tháng. Hầu như là 2 tháng hết rồi đúng không? À nó mình vậy đi. Các bạn có nhiều kinh nghiệm chạy rồi phết đấy. Nghe mỗi tiếng thôi, người Nga thì không không chat với mọi người được. Cái webinar này mình không biết cái chức năng đó nằm ở đâu cơ, hình như chỉ có Hangout mới làm được vậy phải, hay là vào cả Hangout luôn. Thôi 10:15 rồi, mình xin bắt đầu nhá, không chờ ai nhá. Mọi người sẵn sàng thì có thấy Hoàng Lan hỏi. Nhưng mà cái webinar này nó không không cho mọi người chat với nhau. Thì hôm nào các chắc kia kia thì để mình xem, bởi cái này nền tảng này là một người hình như để xem
cái này để nhá, cho phép được mọi người cùng nói chuyện với nhau, nhưng mà không biết cái đường truyền của các bạn nó như thế nào. Đấy, ví dụ để mình cho bạn Hoàng Lan này. Đấy, Hoàng Lan nói rồi, bạn nói thử xem mọi người có nghe không. Alo, Đấy, bạn đang nói mình có nghe nghe không? đấy, nhưng mà bây giờ Ờ, nếu mà bật bạn nói thì đi cả lớp nó kiểu như nói bạn với thôi tắt nhau ấy. Thì bây giờ bên mình có cái nút giơ tay đấy, thì khi nào ai muốn nói thì giơ tay, hoặc là ai muốn nói thì chắc cuối buổi mình bật cho các bạn hỏi gì thì mình cùng nhau trả lời luôn nhá. Bây giờ ok. nhiều người nói thì mạng nó bắt đầu quá tải nó lát á. Nha, mình tắt của Hoàng Chịu Lan nhé. Rồi các bạn bây giờ webinar bây giờ có Đoàn Tiến Hải nó hơi chập chờn thì các bạn thông cảm nhá. Rồi thì quay xem lại video thôi. Đấy. Có cả loa rồi. Mọi người chưa, đầu tiên là cái áo trần design này thì mọi người đã sử dụng nha nhỉ? Nếu mà sử dụng rồi thì chat phím 1 cho mình nhá, mà chưa sử dụng thì không toàn bộ nhá. Rồi các bạn ở đây. Một số bạn không nghe được tiếng mà là do bên mạng các bạn ấy, mọi người đều vẫn nghe mà. Rồi, thôi được, bây giờ mình sẽ nói về cái phần Ocean Design này nhá. Ocean Design này các bạn làm như thế này để vào nhỉ. Các bạn vào tình quảng cáo của bạn ấy, mình như mình đây thì tình quảng cáo trên thì mình vào quảng cáo .net nhé, nó cũng tương tự thôi. Thì cái Ocean Design này thì có một số cái mình dùng tiếng Việt thì nó không thể dùng được. Tình quản lý quảng cáo trên cái tài khoản doanh nghiệp này thì nó cũng y như cái tình quảng cáo của các bạn thôi, chả khác gì nhau. Đấy, sau các bạn vào công cụ này chưa, các bạn vào thông tin chi tiết về đối tượng này, cái này gọi là Ocean Design ấy. Mạng bên mình nó đang hơi chậm. Thì trong này là có 3 mục nhá, mọi người để ý này. Mọi người trên Facebook này, những người kết nối với trang bạn này. Cái đối tượng tùy chỉnh này là đối tượng mình tìm ấy, tức là các bạn nhớ các bạn lưu lại đối tượng ấy. Thì đối tượng này có thể là đối tượng email này, đối tượng số điện thoại này, đối tượng tệp khách hàng remarketing này. Đấy thì các bạn chọn là mọi người trên Facebook. Nha. Thì đầu tiên các bạn xóa cái Hoa Kỳ này, này. Mình ở Việt Nam mà. Tích vào Việt Nam vào. Nếu các bạn ở đây địa điểm nhá. Cái đối tượng tùy chỉnh này thì là có đối tượng tùy chỉnh này thì mình tích vào này, mà không có thì thôi. Đối tượng tùy chỉnh này thì nó nằm ở một cái bài khác nữa. Mình cứ bỏ qua cái đối tượng tùy chỉnh này. Tức là mình sẽ nghiên cứu các cái tệp đối tượng này nha các bạn nhé. Đấy thì mình bỏ qua cái đối tượng tùy chỉnh này, bỏ qua nhé. Thì vào cái địa điểm này này thì mình chọn ví dụ Việt Nam. Các bạn muốn nghiên cứu ở đâu thì chọn ở đấy. Thì đầu tiên mình giới thiệu cái menu của cái này này. Tạo mới này. Thì mình đây mình chọn tài khoản. Thường thường mình có nhiều tài khoản, có là mình như như cái tình quảng cáo này thì có nhiều tài khoản, mình có thể quản lý được nhiều tài khoản đấy. Nó có tạo mới này, mở này, lưu này và khác. Tham quan này thì nó hướng dẫn cho mình rồi, mình không nói nữa.
tạo mới là không, mình không lưu nhá. Đấy, tạo mới nó như thế này này, mới tinh chả cái gì hết. Mở là mở một cái đối tượng đã lưu, lưu lại mình, ví dụ mình lưu ở quốc gia là Việt Nam này, lưu tuổi này, lưu nam hay nữ này, lưu sở thích này, đây công nghệ đi đúng không? Thì mình lưu cái này, lưu lại cái này thì lần sau mình dùng không phải làm lại cái bước này nữa, không phải phân tích lại nữa. Thì ở đây mình phân tích chung cho mọi người nhé, đơn giản mình ở đây các cái thông số như thế này này, mình sẽ nhập vị trí, mình nhập Việt Nam chẳng hạn, hoặc là nhập Hà Nội thành phố gì đấy cũng được. Như đây mình hướng dẫn đây là ở, tức ví dụ các bạn nghiên cứu ở đâu thì làm ở đấy thôi. Ví dụ mình làm ở Việt Nam thì mình đánh Việt Nam, nghiên cứu ở Hà Nội thì mình nghiên cứu ở Hà Nội. Thì và các bạn đây là mình Việt Nam này đúng không? Các bạn nghiên cứu tuổi, đơn giản bây giờ các bạn xem tuổi từ 18 này đến 25 ở Việt Nam nhé. Đối tượng là tất cả là nam và nữ này đúng không? Sở thích mình chưa nói nhé. Đây có thể chọn sở thích là sở thích máy tính đi. Đấy. Thì các bạn sẽ biết này. Ở tuổi từ 15 ở Việt Nam này, tuổi từ 18 này đến 25 này, và sở thích là công nghệ máy tính, thì nó sẽ có 25.000 người đến 30.000 người hoạt động hàng tháng. Thì mình sẽ có các cái thông tin này, ví dụ như là nam là nhiều này, các bạn thấy chưa, thích công nghệ thì nam rất là nhiều và chỉ có 11% là nữ thôi. Đấy, thì đầu tiên là cái giới tính này, thì sau nữa là đến cái độ tuổi này. Độ tuổi thì ví dụ các bạn có thể làm rộng ra nhé, ví dụ thường thường các bạn target mình, đôi khi target nó không 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 hiểu cái target của mình nhé. Đấy thì các bạn xem chưa, cái độ tuổi mà thích công nghệ máy tính này này thì chỉ là từ 18 đến 24 là nhiều thôi, và 75% là nam cơ, nên là các bạn không 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 thể, mình chỉ chọn những cái chỉ số cao nhất thôi này. Đấy, và tình trạng quan hệ trong cái đối tượng mình nghiên cứu nhé, các bạn nhớ cái đối tượng nghiên cứu là Việt Nam này, tuổi từ 18 đến 60 này, công nghệ là máy tính này, thì là độc thân chỉ là 55%. Đấy, đã kết hôn là 27%, trình độ học vấn là đại học 79%. Nhiều khi các bạn mình thấy cứ target đủ các thể loại đây, như target độc thân này, target đang hẹn hò này, rồi target đã kết hôn này, chắc là mình chỉ chọn cái nào tốt nhất để mình target thôi. Đấy, thì mình target đến cái thằng, những cái thằng độc thân này thôi, là nó thích cái máy tính này này. Trình độ học vấn thì ở Việt Nam thì ok, các bạn có thể theo được cái trình độ học vấn này được. Là các bạn xem nhé, thì trình độ học vấn 79% là đại học, thì mình có thể chọn đại học vào để test cái này. Chức danh thì nhiều nhất là sản xuất, cái này không được tin tưởng lắm. Thì các bạn xem cái thích trang này, đấy, thích Liên Minh Huyền Thoại này, Samsung này, Chợ Tốt này, những cái sở thích này là mình có thể nhập vào cái phần sở thích này này. Đấy, họ cũng thích nhạc của tôi này, Facebook Everyone này, góc thư giãn này, khắc Việt này, bảo thi này. Đây là những cái chủ đề thích hàng đầu là Liên Minh Huyền Thoại. Đấy, thì các bạn có thể đánh cái Liên Minh Huyền Thoại này vào sở thích này. Đây mình ví dụ đánh gõ này. Đấy, mình gõ Liên Minh Huyền Thoại này. Đấy, mình có thể thêm cái Liên Minh Huyền Thoại vào cái sở thích này. Đấy, thường thường họ thích, như họ cũng thích thể thao này, họ thích gian mi này. Đấy, thì các bạn có thể test được cái bây giờ mình phân tích chung nhé, chưa vào sở thích này. Ví dụ ở Việt Nam này, các bạn biết là những cái trang ở Việt Nam thì đây, tham gia Facebook thì nam này 55%, nữ là 45%, tình trạng quan hệ này, độc thân là nhiều, rất là nhiều, đại học là 75%. Đấy,
Thì bây giờ mình những cái lượt thích trang ở Việt Nam này, thì những cái đây là những cái trang mà nổi tiếng ở tên Facebook của Việt Nam ấy. Thì cái trang này thì các bạn muốn tốt thì các bạn phải tích vào đây các bạn xem. Đấy, ví dụ như là giày xuất khẩu này, tóc nối Thảo Tây này, Vina VN này, những cái trang này là các bạn đưa vào sở thích được hết. Như các bạn bán thời trang thì có thể là Kata Fashion này. Thì thực chất là khi các bạn mà đánh sở thích á, không phải là các bạn đánh cái trang của họ vào thì các bạn quảng cáo đến 100% những cái người fan ở trong cái trang này đâu, không có chuyện đấy đâu. Kể cả admin mà giờ nó đăng lên thì cái một phần nhỏ là thấy cái thông tin đấy thôi. Còn Facebook bây giờ nó muốn sử dụng quảng cáo của nó ấy, nên là nó ép mọi người phải sử dụng quảng cáo ấy. Đấy, về công ty thì có này, học cách nấu ăn này, chạm tay yêu thương này, bé khỏe lớn nhanh này. Mỗi người làm một ngành thì thời trang thì mình tí mình gõ cái sở thích này thời trang mình, đây là mình phân tích chung cho mọi người. Bên mình giờ đang lại không 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 thấy cái cửa sổ chat ở đâu nữa cơ. Các bạn chat qua cho mình hội xem nó có nhảy lên cửa sổ chat không. Những cái lượt thích trang đứng đầu là thích Samsung Việt Nam nhiều này, thích Kata Fashion này, Lazada này cũng nhiều này. Đấy, thì mình có phân tích được này, nhân khẩu học này là nam hay nữ này, kết hôn hay chưa này, trình độ học vấn này, thì đều mình phải đi test nhiều các bạn á. Đấy, số lượt thích trang này, vị trí này, mình xem ở đâu là nhiều nhất. Đấy, thì thành phố đứng đầu, thành phố đứng đầu mà tuổi từ 16 đến 18 60 toàn bộ này, thì Hưng Yên này, Bình Dương này, bây giờ mình chọn là đây nhá. Đấy, quốc gia đứng đầu thì tất nhiên là Việt Nam rồi, ngôn ngữ phổ biến này tiếng Việt này, bạn thấy tiếng Anh nhưng vẫn có 5% nhá. Thường thường mà một số người khi để giao diện vẫn để mình nói tiếng Anh ấy. Đấy, test chat được rồi, mình thấy cái Yahoo chat đây rồi. Ôi lại nó mãi đi đâu hết rồi. Các bạn chat hộ lại mình cái cho nó hiện lên cái bảng chat cái. Đấy, thì mình có thể nghiên cứu hoạt động của họ này, hoạt động thích này, bình luận này, người dùng thiết bị này. Các bạn thấy là có thể đây mình nhìn nhìn vào đây đúng không? Nhìn vào đây nhá. Thì các bạn có thể thấy được này, tự như họ dùng trên thiết bị nào này. Đấy, thì ở đây là máy tính để bàn thì 10% thôi. Họ dùng kết hợp máy tính để bàn và di động thì tận 45%. Chỉ điện thoại di động là tận 45%. Đấy. Bên này thì có iPhone này, iPhone Android vẫn dùng rất là nhiều. Thì có thể các bạn hướng đến cái khách hàng để sử dụng á. Điện thoại giá rẻ vẫn có 9% này. Web di động 24% này. Cái hộ gia đình này thì ở Mỹ mới có thôi. Mua sắm này ở Mỹ mới có thôi này. Đấy, bây giờ mình đi một sản phẩm bây giờ mình sẽ đi một cái sản phẩm cụ thể cho các bạn xem nhé. Đầu tiên mình nói thế này nhé, khi các bạn mà làm quảng cáo ấy về bất kỳ một sản phẩm hay dịch vụ nào đấy thì mọi người phải hình dung cái sản phẩm của mình là nó được ở đâu, người ở đâu ưa chuộng này, thì là nam hay nữ này, độ tuổi là bao nhiêu này. Thì khi mình hình dung đó mình mới bắt đầu đi phân tích được, mình hình dung là xem họ thích những cái trang gì này. Đấy, ví dụ như ở đây mình ví dụ như như đơn giản là mình nói về cái sản phẩm mà mẹ và bé chẳng hạn đúng không? Bữa trước có bạn Buri gì hỏi mình cái vòng tay dâu ấy, thì mẹ và bé đây, ví dụ đây mình nói mình mẹ thì đúng không, các mẹ thì chẳng lẽ không thể là 18 tuổi mà sinh con được cả, thì ít thì cũng phải mình nói đa số nhá, ít là 26 chắc cũng phải đến mình đoán là cũng phải 30 đúng không? Thì 30 thì mình tính độ nhiều nhiều thôi. Đấy, thì các bạn là chỉ có nữ sinh được thôi đúng không?
Vậy thường thường nữ mới mua cho con cái thôi. Sở thích này. Làm cha này. Chẳng hạn ví dụ mình vậy. Làm mẹ này. Đấy ví dụ mình có thể làm mẹ đi, đúng không? Đây ví dụ như là thường thường là quét trẻ thơ chẳng hạn. Quét trẻ thơ này. Rồi mẹ và bé đầm bầu đi. Đám cưới chạy bầu cái gì đây? Mình có thể chọn một số cái nó liên quan, ví dụ như thường thường các mẹ là dùng cái quét gì nhỉ, quét các bạn biết các mẹ thường thường hay dùng diền đàn hoặc là cái trang gì lớn lớn không nhỉ, làm cha mẹ, đúng rồi làm cha mẹ, mình đánh làm cha mẹ, khả năng làm cha mẹ đúng không, làm cha mẹ .com này, Eva đúng rồi, chuẩn luôn. Eva hình như là eva.vn phải không nhỉ các bạn nhỉ? Không thấy eva.vn. Eva quét thẻ nợ à, phụ nữ today xem có không nhá. À phụ nữ today có này. Đấy. Rồi các bạn cái gì nào đâu nào, Hương Lan là quét thẻ thơ, quét thẻ thơ mình có đây rồi. Phụ nữ today Eva, Eva chấm gì các bạn? Mình không nhớ cái này lắm. Eva.vn. VN. Không lên, thằng này nó không không có. Rồi gì nữa không, mọi người có gợi ý gì nữa không, nói chung mình càng target cái này càng chuẩn. Barbie.vn. Barbie trẻ sơ sinh à, mang thai à, mang thai các bạn thấy có hợp lý không nhỉ, có thể target những cái đối tượng mang thai này không nhỉ, quét phụ nữ. Nói chung là những cái này cái mà đưa vào sở thích này nó phải cái này chính là cái target của mình đấy, khi mình đưa vào sở thích này mình có phân tích đúng rồi, càng target càng nhiều thì xác định đối tượng càng rõ. Ngôi sao chấm net này, thử ngôi sao chấm net nha. Không được, nó không gợi ý ngôi sao chấm net. À, đang phân tích để bán cái sản phẩm cho mẹ và bé. Mình lấy một ví dụ để các bạn hiểu thêm về cái này thôi. Sức khỏe tốt, cho Minh Phò Huy Trần. Sức khỏe không cho. Nhiều không có nhiều cái mình không không đánh được vào đây. Chưa đó, xong mình cái sở thích đúng không? Cái kết nối này này thì sửa em bé à. Nuôi con bằng sữa mẹ có vẻ hợp lý này đúng không? Abbott đúng rồi, đúng rồi, các bạn có thể liên quan đến các hãng sữa ấy. Abbott. Abbott này. Các bạn thấy cái hãng sữa nào nó không? Tất nhiên là mẹ thì phải dùng sữa rồi. Bạn Phạm Nhật Trường là có sữa Abbott. Rồi các bạn suy nghĩ đây. Đút Lady Nguyễn Long à? À Ground được rồi, Ground này dễ đánh, Ground không? Ground mình không thấy nhỉ, Ground úp phim Alpha thử nhá. Không không thấy Alpha sửa, à gia đình Alpha cộng này. Ok. Đấy thì các bạn mình hướng dẫn các bạn hình dung vậy đúng không? Các bạn chọn quốc gia này,
Các bạn chọn độ tuổi giới tính này. Abot à? Thông minh, cái này mình theo nó gợi ý thôi, không không biết là đúng hay không. Đút lady à, thử xem nha. Đút không không thấy đút lady nào. Rồi mọi người có gợi ý gì nữa với bây giờ mình đang bán một sản phẩm về mẹ và bé đi. Tải giấy đúng không? Tải giấy này. Không lên. Baby đi. Baby. Sửa tắm à, Johnson là có vẻ hợp lý đấy. Phạm Nhật Tường nhiều cái rất là hay ấy. Johnson gì? John. Không có. Thôi ok, mình tạm thời vậy nhá. Hung ghi ở Hoando một số cái nào nó nổi thôi. Tả tả này. U ừ. Không có. Thôi, mình các bạn hiểu cái cách mà để thêm sở thích chưa? Là mình nhập những cái sở thích này này, sau đó mình phân tích. Mình phân tích cái bây giờ sau khi mình nhập xong sở thích nhá. Dù mình có thể kết nối một số cái như là tình trạng quan hệ này, đây là các bạn mình thấy các bạn cứ target lung tung chỉ phẹn trong này này. Thì mình chỉ còn một cái thôi để mình có thể phân tích chẳng hạn, đúng không? Nhà ở chẳng hạn thì mình bán bất động sản này tích vào nhà ở đây chẳng hạn. Cha mẹ này, tất cả này, cha mẹ tương lai này. Ví dụ mình bán trẻ nhỏ này, trẻ em từ 0 đến 3 tuổi thôi, đúng không? Đấy, sự kiện trong đời này. Mình không liên quan, tùy cái sản phẩm. Ví dụ những cái bạn bạn nào mà bán những sản phẩm quà tặng ấy thì chọn sinh nhật sắp diễn ra này. Các bạn hiểu cái này không? Đấy, mục khác thì ở đây nhá các bạn, đây nhá. Thì kết nối này là mình phải chuyển qua tiếng, kết nối là kết nối với trang của mình đấy. Nếu mà trang của bạn có rất là nhiều người lượt lượt like đấy thì các bạn có thể kết nối với trang. Cái này thì các bạn khi các bạn chuyển qua sang tiếng Anh ấy thì là sẽ dùng được cái phần kết nối này này. Thì khi qua tiếng Anh thì nó sẽ là có phần là kết nối và không kết nối. Đấy thì sau khi mình nhập cái sở thích nhá. Nếu đơn giản mình chưa biết là các mẹ là bao nhiêu tuổi đúng không? Ví dụ các bạn ta ghét bừa đi. Ta chơi 60 tuổi vẫn còn đẻ tốt được đúng không? Ví dụ vậy đúng không? Đấy. Thì các bạn sẽ thấy nhá, mình sẽ phân tích nhân khẩu học này. Thì đây này, cái độ tuổi mà những cái khách hàng mà thích những cái này này, Abot này. Gia đình Enfa này, làm cha mẹ nuôi con bằng sữa mẹ này, Wed Today phụ nữ này, thì tận 71% là từ 25 đến 34 rồi. Nhưng trong đó là 18 24 thì vẫn có, tức nghĩa là mình không thể chọn cái độ tuổi ấy. Nếu các bạn chọn cái độ tuổi này này, 45 54 55 64 65 thì chỉ có phí tiền thôi. Đúng không? Các bạn hiểu cái này chưa? Để tức là mình giúp mình target nó hiệu quả hơn đấy. Đấy thì mình sẽ đấy chỗ này nha. Thì các bạn là thì lập tức các bạn lại mình sẽ biết là mình cần target từ độ tuổi từ 18 này đến 34 thôi. Mà nếu mà chính xác nhất thì các bạn từ 25 34 thôi, mình chỉ làm những cái nổi bật thôi. Thì mình tình trạng quan hệ đúng không? Thì chắc chắn là đã kết hôn rồi này. Không ai mà độc thân mà có bầu cả, mà chắc họ không đưa lên đây. Và 2% đấy thì các bạn sẽ biết được cái khách hàng của mình, thì đến 80% là đại học. Thì các bạn thì nhập vào cái chỗ trình độ học vấn đấy là đại học để mọi người có thể biết. Đấy thì mình đấy. Đây là chức danh này, thì mình có thể nhập theo chức danh này, thì 50% là làm quản lý.
có thể những người có tiền chẳng hạn đấy, nghệ thuật này 39% này, hành chính là 16% này, thì mình quảng cáo cái thằng nhiều nhất này làm quản lý này, 50 trong số đối tượng này đấy nhá, các bạn chỉ vào đây này, 50 trong số đối tượng được chọn, 35% người sau đó dùng Facebook đấy, bởi vì Facebook nó nghiên cứu cả nguồn ở ngoài mà, nó nghiên cứu từ cái nguồn thứ ba ấy, không phải một mình Facebook không. Trung học cũng cũng có này nhưng mà ít, thì mình chỉ quan tâm đại học thôi. Số lượt thích trang này thì nó sẽ tìm ra những cái đối tượng tương tự đây các bạn, đây các bạn thấy không, baby.vn này, mẹ mẹo nuôi con này, mẹ thông thái này, bé khỏe này, đấy thì chắc chắn là mình thấy, các bạn thấy là mình đưa sở thích này thì mình đã target rất là ok về cái bán cho bà mẹ và trẻ em ấy, bà mẹ trẻ em mình thấy là dễ target nhất đấy trong các thể loại mà bán hàng, mình nghĩ là dễ. Là con gái thật tuyệt này, các bà mẹ thích Lazada này, và đây là nó đưa ra 10 cái trang mà các bạn có thể này đấy, thì các bạn nhập hết 10 trang, không nhập 10 trang thì kinh quá, thì nhập 8 9 trang trong này rồi thì các bạn cũng test dần này, test với baby này đấy nhá, thì test với mẹ nuôi con này, bé khỏe mẹ vui này, Hunger Việt Nam này, bác sĩ Nhi này, đấy thì các bạn nó Facebook nó sẽ gợi ý ra cho cái các cái bạn mà những cái từ khóa, những cái trang này chuẩn này để mình quảng cáo đến nó hiệu quả hơn đấy. Đấy thì mình phân tích tiếp vị trí này, đấy thì Bắc Giang đây là vị trí, thì vị trí này đây xem tất cả nhá, Hà Nội là đông nhất này, Hồ Chí Minh là đông nhất này. Đấy thì nếu mà mình còn quảng cáo thì chỉ tập trung vào hai cái này thôi. Nhưng bạn nào mà ở các thành phố khác thì mình không nói, nhưng mà mình nếu mà quảng cáo toàn Việt Nam đúng không? Thì những cái chỗ nào ít quá thì mình quảng cáo nó không nên chọn toàn Việt Nam. Nếu mà là bán thì chọn thành phố lớn thôi. Còn mình ở các thành phố Đà Nẵng thì chọn Đà Nẵng mình không nói. Thì mình xem được ấy, được được những cái ở đâu này. Đấy. Hoạt động này, hoạt động thì các bạn thấy là những bà mẹ này này thì dùng máy tính và thiết bị di động là tận 57%, đúng không? Android là dùng 24%, thì trong chỗ mục thiết bị á thì các bạn có thể chọn cho nó đúng những cái này này, iPad thì 4% thôi, iPhone 15%, đấy 57% thì mình cứ chọn, khi chọn mình cứ hiển thị là máy bàn và thiết bị di động thôi. Đấy, trong này thì phần phần nâng cao thì các bạn tùy chọn nhé. Đây là mình tích vào đây, ví dụ mình tích và bỏ cái này đi thì cái thông số hiện lên nó sẽ khác nữa. Đấy. Thì cái thằng Ocean Design này là Facebook nó sinh ra để mình nó giúp mình một phần nào đó để mình target chuẩn hơn đấy, target đến những cái sở thích chuẩn hơn. Nếu mà sau khi mình nhập những cái trang này này vào mà chuẩn này thì ra những cái sở thích chuẩn này, đấy, mẹ beo shop này, đấy, sở thích nó rất là chuẩn như cái này, đây là các bạn nhìn xem nhé, những cái trang này này thì nó mình là không nhập vào cái trẻ con đây này đúng không, làm cha mẹ này, mình trẻ từ 0 đến 3 tuổi này. Thì cái này nó sẽ khác, những cái sở thích trang này nó sẽ khác này. Đấy, các bạn thấy không? Khi các bạn target những cái này khác này thì những cái sở thích này lên nó sẽ khác liền ngay lập tức. Thì có thể các bạn dùng những cái target này này, tạp chí này, tạp chí mẹ và con này thì nhập vào để làm cái sản phẩm mẹ và bé này. Như ví dụ đầm bầu thì mình lại lại làm về cái đầm bầu, rồi đồng hồ thì các bạn có thể làm cái nhãn hiệu đồng hồ nào đấy, Rolex hay là Casio hay là gì gì đấy, thì càng nhập càng đúng thôi, những người yêu thích Casio này hoặc bán điện thoại thì BlackBerry thì đánh các dòng BlackBerry vào các diễn đàn BlackBerry, thì cái đó các bạn phải nghiên cứu từ khóa, thì mình có một cái công cụ mà để nói chung là kiểu kiểu gì các bạn cũng phải nghiên cứu có từ khóa cho mình thôi, mình phải hiểu sản phẩm của mình xem là giống như mình phân tích cái sản phẩm này các bạn vậy,
Thì như đấy, phân tích ra thì tất cả mọi người cùng nhau phân tích thì nó sẽ ra những cái này cái kia chẳng hạn, nên cái target thì mọi người cũng nên đưa lên. Còn nếu mà thuê chạy quảng cáo ấy thì lúc đầu họ cũng phải test thôi, họ phải ngồi hình dung như là con nuôi con thì như các bạn nói dùng sửa chẳng hạn, rồi tả này, bỉm này, rồi các bạn biết một thương hiệu đồ chơi cho trẻ em hiệu Lego chẳng hạn đúng không? Lego, Lego Toy Story này. Đấy, thì càng dần thì nó sẽ càng sát. Các bạn càng sát càng chuẩn. Đấy. Thì các bạn sẽ phân tích được. Đấy, ví dụ bây giờ mình chỉ đánh từ 25 đến 34 thôi. Thì đông nhất vẫn là cái nhóm này 90%. Thì trong cái 25 24 này quá rộng thì Facebook nó không phân tích được nữa. Thì các bạn cũng phải đi test thôi. Chả có cách nào khác ngoài test lại test từng cái phân đoạn một. Đấy, bác sĩ nhí này. Nhưng nếu như bình thường thì mình đôi lúc cũng không nghĩ ra những cái trang này được. Đây là nghệ sĩ là người ta thích những cái người nào. Đấy, mọi người có hỏi gì về phần này không? Đúng rồi, bạn Nguyễn Long hỏi là khi nào Facebook nó đưa các trang gợi ý mà hầu hết liên quan đến chủ đề của mình, tức là mình target đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Nên điền nhiều, điền cái này thì nên điền càng nhiều sở thích càng tốt. Để nó phân tích xem của mình có đúng mà, sau đó mình mới đi test dần thôi. Khi mà mình điền đúng sở thích ấy, các bạn nước hông mình chọn toàn ra nước ngoài thì phải chọn từng nước một, không thể chọn là toàn thế giới được, khu quốc gia hoặc khu vực lãnh thổ thành phố thôi, không thể chọn ra ngoài thế giới được các bạn nhé, không thể chọn toàn thế giới được. Mà toàn thế giới mình chắc cũng không đủ tiền để mà chạy đâu. Thì sau đó mình lại, nếu mà mình target chuẩn ấy, mình lại nhập những cái trang này vào này. Đấy, những cái trang này vào này, mẹ thông thái này, bác sĩ nhí này, bé khỏe mẹ vui này, mẹo nuôi con này, nhập hết vào cái sở thích để mình chạy có thể kiểm tra hoặc là mình lại test tiếp. Riêng các bạn ví dụ như bạn Nguyễn Long đây là bán đồ phượt đúng không? À, đồ phượt bên nước ngoài thì mình không nói. Thì đồ phượt là các bạn lại lại phải đánh những cái Hoàng Lan, Hoàng Lan bạn hỏi là Việt Nam ở vị trí toàn ở nước ngoài á. À, các bạn phải xóa cái US đi. Mặc định của nó là vào US Mỹ này. Chỗ Việt Nam này có US này, xóa cái US đi. Xóa cái USA đi nhá. Thì mới 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 dùng được cái này. Cái cột các mối quan hệ á. Đâu nhỉ, cột nào nhỉ, tình trạng quan hệ đấy, đây phải không, tình trạng quan hệ phải không, ở số lượt thích trang à, mối quan hệ là mối quan hệ đến cái những cái sở thích mình target đấy, những cái sở thích này này, baby.vn là nó này này, đối tượng baby, đối tượng này có khả năng thích nội dung này cao hơn tất cả các đội tuyển trên Facebook là 12,3x, tức là khả năng của nó đấy, khả năng nó thích ấy, từ khả năng tức mình target chuẩn đấy. Mọi người hiểu hiểu cái này chưa, hiểu biết sử dụng cái này chưa? Nếu mà muốn kết nối với trang của bạn ấy thì các bạn phải chuyển sang tiếng Anh US nhé. Thì một số cái này ở Mỹ này, ở Mỹ là cái này là hộ gia đình này này. Thì có thể xem được cái mức nước tiền ấy, bao nhiêu tiền một ngày hộ gia đình ấy.
Đây hai cái này ở Mỹ thôi, nên ở Mỹ thì rất là dễ. Nếu các bọn tiếng Anh Mỹ thì bạn nào biết tiếng Anh thì rất thích. Đúng rồi, tệp khách hàng các bạn bạn Nguyễn Long hỏi là tức là tệp khách hàng mình đang nhắm tới có khả năng thích baby cao hơn không, tức là không, tức là baby hợp với những cái sở thích này nhất đấy, thì mình có thể thêm baby vào. Gõ được chứ, mình những cái tag này mà nó đưa lên là gõ được chứ, không gõ được thì mình lại phải nhập sở thích này cho nó lên thôi. Mà mọi người hiểu chưa, hiểu cái này không? Nếu hiểu thì ấn một hết nhá, mà không hiểu thì ấn không nhá. Enter hết thì mình xem những ai chưa hiểu hoặc là vấn đề gì chưa hiểu thì đánh vào đấy, thì mình lại trả lời cho cả nhà. Các option design này quan trọng là các bạn phải hình dung được cái khách hàng của mình nhé. Cũng hình dung được một phần. Sau đó mình phân tích bằng cái này thì mình xem là cái độ tuổi bao nhiêu là hợp lý này, tình trạng hôn nhân đã sao này, những cái sở thích này mà gộp lại với nhau này nó sẽ ra kết quả này. Dạ đúng rồi anh Tuấn, thêm một sở thích, bởi vì nó có thể tôi có thể thích cái này và thích cái kia mà, thì nó sẽ ra càng lớn. Hơi hiểu. Khoan khoan đô, hơi hiểu. Hơi hiểu cái này mình phải hình dung được cái khách hàng của mình. Sau đó mà các bạn nhé, đầu tiên mình nói thế này cho các bạn hiểu này, đầu tiên mình có một cái sản phẩm hoặc là cái dịch vụ gì đấy thì mình phải tìm kiếm tất cả những cái diễn đàn này, những cái trang này lớn đấy mà nó liên quan đến sản phẩm, và tất cả những cái sản phẩm liên quan, ví dụ như bà bầu này nó sẽ liên quan đến sữa này, liên quan đến đồ chơi cho trẻ em này, liên quan đến các cái diễn đàn mà sức khỏe cho này, rồi liên quan đến các bệnh viện nhi này. Mình gõ thử có xem có cái bệnh viện nhi nào không ạ. Đấy, bệnh viện nhi đồng này đấy, các bạn thấy chứ, càng tìm thì nó càng tìm ra cái này. Cái gõ sở thích này thì nhiều khi nó không không ra. Đây, bệnh viện Việt Pháp này, bệnh viện sản thử nhá. Sản không có. Thì cái này mình phải tìm nhá, dần dần nó ra thôi. Được chứ, bạn anh Tuấn hỏi là mình chọn mỗi thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội không thì được không bạn? Được, cái nào nhiều thì mình chạy thôi, nếu mà mình làm COD được thì cái nào tiềm năng nhất thì mình chạy thôi, không thì mình đi target, nếu mà không biết thì mình lại phải đi target đấy, target xem nó có hiệu quả hay không. Văn Cảnh hỏi là sở thích tiếng Anh hay tiếng Việt nghĩa nó vẫn giống nhau hay không? Tiếng Anh khác nhá, tiếng Anh ở đây mình tiếng Việt thì mình vẫn nhập tiếng Anh, những cái trang này tiếng Việt mình nhập tiếng Việt, những cái mà tiếng Anh nó vẫn là tiếng Anh. Thế thì đây mình hướng dẫn cho các bạn. Hôm hôm qua có ai xem cái clip mà dùng cái lệnh tìm kiếm của Facebook chưa nhỉ? Ai hôm qua ai xem cái lệnh tìm kiếm Facebook rồi thì đánh số 1 mình xem này, mà chưa biết tìm kiếm Facebook thế nào thì đánh số 0. Đây là có bạn không thì mình chỉ luôn cái này cho các bạn nhé, để mình tìm kiếm những cái sản phẩm của mình đấy xem. Bởi vì thường thường mình đánh mình học viết content hoặc là viết học
cái mà hình ảnh đấy thì mình xem cái web thằng đối thủ ấy nó viết thế nào thì mình viết theo thế đấy thì rất là tốt. Vô đây mình đọc cái phần option design này thì xong cho các bạn nhỉ. Có ai hỏi thắc mắc cái gì nữa không thì mình chỉ tiếp cái tìm kiếm Facebook cho. À, với lại là hôm bữa có mình nhận được cái ủng hộ của cái các bạn á thì mình nhận được tầm hai mấy người gì đấy á, bởi vì một các bạn ủng hộ 1 đô thì mình chỉ nhận được 0,66 đô thôi thì mình sẽ chuyển hết cái đó cho hai cái bạn Cao Xanh và bạn Cao Nha và bạn Thi Nguyền đấy, thì cho hỗ trợ cho các cái bạn đấy để các bạn ấy làm cái bài học, làm cái khóa học kia cho mình. Các bạn ấy bảo không không có thời gian đọc tiếng Anh á, thì nếu mà các bạn nào hoạt động được thì giúp đỡ hai bạn đấy. Còn chắc sau khóa học sau thì các mình cũng phải chắc phải kêu gọi ủng hộ, vì là cái phần mềm dạy học này nó yêu cầu nộp tiền hàng tháng. Thì mình còn những cái bạn có 20 người, 22 người đấy mà ở trên PayPal ấy, tài khoản ấy mà ủng hộ rồi á, thì tí mình sẽ gửi riêng một cái file ebook, một là cái ebook về để mình viết nội dung thế nào cho hay, và một cái file nữa là file mình chuẩn bị một cái file các bạn là 15 vấn đề về target đấy. Thì hai mấy bạn đấy ấy, thì mình sẽ gửi mail riêng cho các bạn đấy, gửi qua email nhé. Các bạn nào ủng hộ thì mình sẽ gửi email hai file đấy cho các bạn nhé. Thì cảm ơn các bạn ủng hộ nhé. Bây giờ nếu mà xong phần này next thì mọi người ấn một hết toàn bộ đi để mình next nhé, qua cái vấn đề tìm kiếm Facebook cho các bạn hiểu thêm một tí, biết thêm một tí về cái vấn đề đấy. Rồi, 1, 1, 1, 2, 4, 6, 7 người. Rồi, các bạn ấn hết đầy đủ đi, mình chuyển qua cái khác. Bây giờ trong lớp có 34 người cơ mà. Thì cái này mai, cái này mình sẽ vẫn làm cái, mình ghét lại cái video, mình sẽ úp lên nhóm cho các bạn nào mà âm thanh nó không nghe được rõ. Thì các bạn xem lại. Nha, mình lấy qua phần cái hướng dẫn một. À, với lại là nếu mà trong cái 22 người ủng hộ ấy, ấy thì ai mà thích cái phần mềm trên web mà tự động đăng bài lên nhóm này, tự động đăng bài lên Face này, rồi tự động đăng bài lên tất cả các trang các bạn ấy like ấy, thì mình inbox mình rồi mình sẽ tạo tài khoản gửi tặng các bạn nhé. Vì mình bữa trước hôm bữa mình có mua một cái này này auto ấy. Thì cái này để đăng lên tất cả các cái nhóm của các bạn đấy, thì mình có thể đăng lên đây, nó có thể tạo được nhiều chiến dịch này. Ví dụ mình đăng lên nhóm này, ở đây mình tạo một chiến dịch nhé. Đấy thì các bạn đăng lên tất cả các nhóm này, tất cả các face này. Rồi mình có bao nhiêu face thì ví dụ các bạn tạo nhiều face vệ tinh ấy, thì các bạn đăng một phát là xong, check all đấy. Thì rồi những face tất cả trang mình thích này nó đều đăng được hết, rồi những cái nhóm mình tham gia này đăng được hết. Đấy thì nó sẽ đăng được status này, đăng được link kiểu như giả, như là hiện thị lên là của link của tháng khác, 24h.com.vn cả, đăng photo này, đăng video này nhá. Thì không không cái này mỗi người sẽ dùng một cái ứng dụng riêng nên các bạn không không sợ bị block đâu. Hôm nào mình hướng dẫn cho các bạn một bữa cái này.
Nếu mà các bạn dùng ít thì tầm các bạn có vài chục nhóm thì đăng vô tư không sao hết nha. Thì mình hướng dẫn qua cái phần này, tìm kiếm lên Facebook. À các bạn lúc này mình quên, các bạn ấn lưu đối tượng lại nhá. Nếu mà các bạn tìm thấy cái một cái vấn đề nào ok ấy, thì các bạn ấn lưu đối tượng để lần sau mình xem, lần sau mình không 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 phải thêm như vậy nữa. Thì muốn dùng cái này thì các bạn phải chuyển sang tiếng Anh. Cài đặt này. Ngôn ngữ này. Tiếng Anh US nhé, không phải tiếng Anh đấy nhé. Nhưng thường thường mà những bạn để mà tiếng Anh Mỹ này hay được cập nhật phần mềm, cập nhật những cái hay lên Facebook á. Đây nhá, thì bắt đầu các bạn vào cái trang này này, mình sẽ gửi qua chat cho các bạn nhé. Đấy. Đấy nhá, các bạn mình đánh qua chat mình gửi cho các bạn nhé. Rồi, lưu có cái này có thể lưu để chạy quảng cáo nhé. Và lưu để trong chỗ power edit đấy, và thậm chí là chạy quảng cáo luôn, lưu về hoặc không cần lưu mà để chạy quảng cáo luôn đối với những cái nhóm sở thích ấy đều được. Mình quên nói cái đấy mất. Bạn nghỉ ở Long à? Bạn nghỉ ở Long thì bạn cứ chat thôi, bởi vì bên cạnh đấy có một nút để chat mà, các bạn tìm cái chat đấy, không phải chat trực tiếp thế này đâu. Nguyễn Long này này, Nguyễn Long có sợ Facebook tài khoản trùng IP này nha. Thì các bạn cái Facebook này này, đây này, ví dụ như là pay about Hà Nội, ở đây là mình những cái tìm nhá, ở những pay này, pay về Hà Nội này đấy, thì các bạn gọi như này, Hà Nội này, Hà Nội này, Hà Nội này đấy. Cái này là mình dùng tiếng Anh mình gõ ấy, pay này, thì các bạn tìm kiếm những cái sản phẩm 114 Hà Nội này, Manchester Hà Nội này, những cái Hà Nội Việt Nam này là đưa vào hết rồi này. Các bạn hãy quảng cáo Hot Deal Hà Nội này, thì chắc chắn quảng cáo Đại học Công nghiệp Hà Nội này. Nhưng mà những cái nào trên 100 ngàn like các bạn mới đưa vào mục sở thích được nhá. Như cái thằng Hoàng Hà Mobile này là đưa vào được này. Có thể cái này chưa được 100 ngàn like, mình nhầm. Đấy, thì các bạn tìm trang này, tìm nhóm này. Không thấy. Các bạn đấy, nhóm thì các bạn đánh đấy, các nhóm về Hà Nội này. Thì có Taxi Group Hà Nội này, Grand Group này. Đây, nhiều lắm. Mà không, các bạn không nhớ thì các bạn đúng rồi, pay đánh sai nó vẫn hiện lên, sau đấy sửa lại. Các bạn vào cái này nhỉ, lookid.com nhé. Các bạn được nhận được hết cái trang web này mình gửi cho chưa nhỉ? Nhận được rồi, đánh số 1 hết cho mình đi. Rồi, hầu hết cũng đông người nhận được phết rồi đấy nhá. Thì mình cái chức năng của nó thế này này, này. Mỗi cái tài khoản Facebook ấy thì nó sẽ có một cái số UID. Ngày xưa cái này thì dùng để chạy quảng cáo được, nhưng bây giờ thì không không dùng được nữa. Thì đầu tiên là mình tìm UID của mình này. Ví dụ đây là gõ đánh cái đường dẫn của cái trang của mình vào ấy, lúc úp này. Thì mình có thể tìm UID của nhóm này, UID của pay này, UID của sự kiện này. Thì cái này sau đó nếu mà dùng phần mềm thì ấy, thì mình dùng các cái phần mềm nhắn tin hoặc là
phần mềm gia nhập nhóm này, phần mềm đăng nhắn tin lên tường của họ này, thì nó chung một phần mềm hết. Thì bạn nào thích thì inbox mình rồi mình gửi link cho, thì nó phần mềm mất phí nhá, không phải miễn phí nhá. Có cái đăng đăng lên nhóm thì mình thấy nhiều cái miễn phí nhá, nhắn tin thì chỉ có mất phí thôi, không không có miễn phí. Nhưng mà cái phần mềm đó thì nó chạy được nhiều, như mình chạy bốn tầm 10 cái tài khoản cùng lúc cũng được đăng lên nhóm, thì nó cũng là một cái kênh miễn phí khá hiệu quả. Đấy thì sau cái đó mình nó có chức năng này, Facebook ID là mình tìm ID này, Facebook card này. Thì Facebook ID mình tạm để cái ID đây rồi nha. Facebook card này nó sẽ tạo ra một cái danh thiếp vui vui cho mình. Đấy, ID card, đấy, số ID này, cương hồ này, email này, meet the cương bích a@gmail.com này, đã xác thực này, nhìn đơn kinh. Rồi, nha. Các bạn vào mục tìm kiếm nhé. Thì khi mà đã có cái số ID á, mình có thể tìm hiểu rất là nhiều nhiều về người ta. Đơn giản là mình xem ông cương hồ này, ông like người ta nào nhá. Đấy nhá, mình nhập ID vào nhá. Cái ID lúc này mình tìm lại, để tìm lại ID rồi. ID này thì mình có thể tìm ở đây này. Đấy, mình tìm đây, mình copy vào. Đấy nhá, mình tìm ở đây mà mình copy vào cái này nhá. Ctrl C này. Hoặc mình vào ảnh của trang cá nhân đấy. Các bạn xem cái dòng cuối cùng này này. Sau head này và đến tipe này, copy cái số này. Số này số chính là số ID của một người, mọi người. Đấy. Đó, mọi người thử tìm xem cái số UID của mình xem nào. Tìm xong đánh lên đây cho mình xem nào. Xem mọi người có tìm ra được không. Mọi người thử thử làm đi, thử gõ xem tìm cái UID của mình xem là bao nhiêu nào. Nhập cái đường dẫn này của mình vào nhá. Chính Nguyễn Văn rồi, có một người là tìm ra. Có bạn nào bạn 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 con gái thử đi, xinh xinh tí coi có cái UID nào số đẹp đẹp xem nào. Thì ngày xưa thì Facebook nó có thể dùng cái tệp mà UID này để quảng cáo ấy, mình tệp tệp custom ấy, tức là mình để quảng cáo. À, mình nói luôn là các bạn hoàn toàn có thể chạy quảng cáo với cái danh sách email hoặc là danh sách điện thoại của khách hàng nhé. 20 email trở lên là được. Thì mình thu thập số điện thoại của toàn bộ khách hàng này. Thì sau đó mình chạy quảng cáo cũng được. Và trong quảng cáo nâng cao ấy, nó cái chức năng này là mình nói là nhân bản vô tính đấy. Ví dụ như trang của bạn nhé, có 1.000 người like đúng không? Nhưng mà những người like đó rất là chất, like thật đấy. Thì các bạn dùng cái công cụ nhân bản của Facebook ấy, look alike ấy, tức là nó sẽ tạo ra những cái đối tượng tương tự. Nó tạo ra được rất là nhiều, tạo ra đến tận khoảng 5 triệu người luôn đấy. Đấy, từ 1.000 người của mình thôi hoặc là từ 100 khách hàng của mình thôi. Thì Facebook thì nó sẽ nghiên cứu ra và nó sẽ lật lấy những cái đối tượng mà ví dụ như là có sở thích tương tự này. Lúc này nọ Facebook nó sẽ tự tính toán. Các bạn chạy cái đó khoảng sau một ngày nó sẽ ra. Bây giờ mình thử dùng cái UID của bạn Hoàng Lan nhé. Mình nghiên cứu về bạn Hoàng Lan. Mình thử xem nhé. Thử xem là cái bạn Hoàng Lan ấy thì là thích những cái trang gì nhá, các bạn đánh UID vào đây nhá. Ai không được, UID này có nhầm không đây? Hình như các bạn bạn Hoàng Lan cóp nhầm thôi. Đang nghiên cứu của bạn Lộc đi. Đây là của bạn UID 647 nhá.
647 của bạn Đồ Đình Lộc. Thì các bạn xem tất cả những ảnh mà liên quan đến Lộc về ảnh đâu mà sinh vậy, mà Lộc thì con trai là con gái đây. Bạn Đồ Đình Lộc là sao lại hàng xu rồi, lớp bị lừa rồi. Mình có thể tìm được tất cả video này mà cái bạn ấy like này, pay like này đấy. Đấy thì cái bạn hàng xu này này, chắc là cái bạn Đồ Đình Lộc lừa cả lớp rồi. Mình đang bảo để kiếm bạn nào xinh xinh để mình ngắm mà khó quá. Thì mình sẽ nghiên cứu được cái bạn Đồ Đình Lộc này này, thích cực rẻ này, thích tiếng Anh trải nghiệm này, hàng xu nhá, thích những cái này này. Thì mình có thể nghiên cứu khách hàng như cái bạn này, hình như thích học tiếng Anh hay sao đấy. Đấy, tiếng Anh trải nghiệm này, tiếng Anh giao tiếp này, phản xạ này, đại học kinh tế này, săn học bổng này, tiếng Nhật. Ui, bạn này rất là thích tiếng Anh, tiếng Anh với tiếng Nhật. Ở cái này tìm được mà, tìm hiểu người yêu được mà. Thì các bạn có UID đây, nhưng mà tìm sau đó có bây giờ một cái chức năng khác nữa là tìm những người người ví dụ đây này, các bạn đánh vào đây này, ví dụ tìm tất cả những cái ảnh mà có cái tang của cái bạn này đúng không? Và chị Hoàng Hoàng Lan vào cái chỗ này này là tìm ra được mà. Lúc EID này này. Đấy, nhập nhập cái URL của cái trang trang cá nhân của vào này này là tìm được mà. Chưa? Rồi mọi người tìm tìm được UID của mình hết chưa? Hết rồi, ấn một cho mình xem là coi ai tìm được rồi, có cô nào xinh xinh đưa UID một cô xinh xinh lên đây trình diễn cho cả lớp nào. Ví dụ Hoàng Lan đây nhá, Hoàng Lan là mình đánh ra UID này. Đây này, UID này. Và mọi người cái này chuyển sang hết tiếng Anh nhá. Đây để mình xem một bạn Hoàng Lan nhá. Thì mình xem tất cả những cái ảnh của bạn ấy đi. Photo by Hoàng Lan này, tìm kiếm này. Đấy, thì mình xem tất cả cái ảnh của có mặt Hoàng Lan. Đấy, thì các bạn có thể tìm kiếm được. Tìm hiểu tính cách nữa, các bạn dùng cái này tìm người yêu cũng được nhá. Để xem anh Nguyên nào. Anh Nguyên này, xem anh Nguyên là con gái hay con trai nào. Anh Nguyên chơi của mình chết dở thật. Thôi được rồi nhá, mình phần này các bạn tìm tất cả nha này, ứng dụng bởi người này, video này, cái này dùng UID hết đấy, cái gái số điện thoại cũng vậy, nếu mà nhập số điện thoại vào đây này là tìm được cái Facebook của cô ấy. Đây mình tìm của bà chị mình này, đấy ra Phạm Thu Hiền bà chị mình liền nha. Các bạn có thể dùng cái này được. Chết lần sau phải nhớ UID của mình. Bây giờ tìm những người tên như thế nào này. Có thể tìm tên là Lan đi. À thôi. Đánh Tâm đi. Tâm là tên người yêu cũ. Để tìm xem thử nào có cô nào đánh Tâm không. Đấy, rất là nhiều Tâm. Tâm Bùi rồi Ngọc Tâm này, đủ các thể loại Tâm. Thì các bạn nó sẽ có cái phần mềm để ghét cái UID của tất cả bạn Tâm này để nhắn tin này. Nếu các bạn bán quần áo chẳng hạn, khuyến mại duy nhất hôm nay cho những cái bạn nào tên Tâm chẳng hạn nhá, thì mình dùng nó như vậy. Cái này thì phải dùng phần mềm hỗ trợ. Ngày xưa Facebook nó hỗ trợ quảng cáo kiểu này, nhưng bây giờ nó không hỗ trợ nữa, thì các bạn chỉ nghiên cứu khách hàng thôi. Đấy thì có thể nghiên cứu là làm việc ở này, làm việc từng làm việc ở này, những người thích ví dụ như mình là
bán các bạn làm sản phẩm nấu ăn chẳng hạn, thì bạn anh nấu ăn đi xem có ai thích nấu ăn không, tìm kiếm những người thích nấu ăn này, thích trang nấu ăn này đấy, thì Hồng Sumo này thích học cách nấu ăn ngon này, thì các bạn làm sản phẩm gì có thể nghiên cứu những cái trang của đối thủ á để mình phát triển fan này. Nói chung cái phát triển fan thì nó hơi hơi mình các bạn phải có chiến lược phát triển. Học nấu canh nấu ăn ngon là rất là nhiều người này. Ô cái này có 1 triệu người này. Đấy các bạn thấy không? Thì cái thằng 1 triệu người này thì chắc chắn là mình đưa vào sở thích được rồi. Nếu mà quảng cáo món ăn hoặc quảng cáo ăn vặt, rất là nhiều người thích học nấu ăn ngon này, món ngon mỗi ngày này, 60.000 người thì cũng chưa đưa được. Học nấu ăn ngon này rất là nhiều người học nấu ăn đấy, đây là cái cửa hàng đấy, đấy các bạn hiểu chưa. Rồi mọi người sống ở Đà Nẵng chẳng hạn này, Đà Nẵng là thành phố rất là đẹp đấy, thì tất cả những người sống ở Đà Nẵng này đấy, đang sống ở Đà Nẵng này đấy, và sống ví dụ như sống ở Hà Nội chẳng hạn này, và thích nghe nhạc đi, hoặc là thích một cái gì, cái này có thể bạn có thể đánh tùy các bạn đấy, tai nghe nhạc xem phim đấy, nghe nhạc xem phim này một cái sở thích này, thích nghe nhạc sàn này, đủ các thể loại kiểu kiểu như vậy. Mình hướng dẫn sơ qua cho các bạn tự tìm hiểu thôi. Mọi người thích nghe nhạc khi ngủ này, anh Tấn Hoàng này thích DJ FC này đấy, thì mình vào đây sau đó mình cái sản phẩm của mình tương tự ấy, thì mình tìm kiếm mình xem người ta viết content như thế nào, xem người ta viết người ta chụp ảnh như thế nào, dù mình đấy đấy thì các bạn xem như vậy. Rồi mình xem về có thể đây nhá, đây có các cái trường này, thực chất là mình không biết tiếng Anh thì mình phải gõ ở đây thôi. Ví dụ, tên gì này, sống ở đâu này, mọi người tên này sống ở đâu này, ví dụ tìm một cô tên là Mai đi, tuổi từ 15 đi đến 16, tuổi này mà động vào chắc đi tù ấy, thấy chưa, tìm được mớ cô này Mai luôn, toàn 15 tuổi, quá xinh các bạn. Cái này tương tự tìm đây này, gọi mình gọi tiếng Anh thì nó thế này này đấy, Mai Phương này, toàn 15 tuổi thôi, này là đi tù hết yeah. Đấy thì có thể hoặc là tìm kiếm nhiều cái này, ví dụ tên là gì này, học trường gì này, thích trang gì này, ví dụ là thích nấu ăn đi, và là con trai đi, sống ở Hà Nội đi đấy, và thích cái gì ấy nữa, thích xe độ đi hoặc là xe đua đi. À, mình đang đánh tiếng Việt vậy, xe độ đi đâu đấy, mình có thể tìm này. Đấy thì những người chơi xe này, đồ chơi ví dụ bạn nào bán về xe này thì làm những cái xe kiện này, thế này này, đồ chơi xe này. À, Cường Hùng thích độ xe máy đấy, xe độ Sài Gòn này, xe độ này, tung lái xe này, tín đồ mê xe này, thì cái này các bạn dùng để nghiên cứu cái sản phẩm, nghiên cứu các cái trang đối thủ á, thì mình học hỏi mình viết theo cách của họ, ví dụ như mình bán đồ về xe chẳng hạn thì xem xe nó như thế nào này. Cái phần mềm nó hỗ trợ là ghét toàn bộ những người like trang này này để mình nhắn tin này, ví dụ như trang làm cha mẹ hay quét thẻ thơ mà nó có fake ấy, mình hoàn toàn có thể ghét được cái UID và nhắn tin, nhưng các bạn đừng có nhắn tin kiểu spam nhé. Đấy, đấy, các bạn hiểu cái này chưa? Rồi có thể tìm một vấn đề bất kỳ này. Ví dụ mình tìm về váy đi, váy đẹp đi. Này, mình nghiên cứu những ai viết về váy đẹp này.
thì nó liên quan đến từ đẹp này. Đấy, váy đẹp này, đẹp, nó dùng từ đẹp nó Facebook nó tìm hết đấy. Đây thì các bạn có thể xem đây, cái chị Thanh An đấy, rất là nhiều đấy. Thì các bạn có thể xem cái cách họ viết này, xem những cái người bán này họ làm thế nào, viết content như thế nào. Phan Diễm My cũng có này, Chipu này, ui giời, đầy đủ. Ôi này rất là đẹp đúng không? Nhiều vấn đề lắm. Thì cái này nó tìm được hết. Không nhà, nhắn tin các bạn phải nhắn tin, mình nói cái nhắn tin này toàn là spam, các bạn phải có cách cơ. Nhắn cứ toàn nhắn chèn dịch vụ với chèn lung tung lên đấy thì chả chết, người ta chả thèm đọc spam. Giờ ai nhắn spam mình chả thèm đọc. Các bạn mình hướng dẫn thế này nhá. Sau các bạn nào bị lừa thì đừng có trách mắng gì mình nhá. Nếu mà nhắn cho con trai ấy, kiếm hình cô nào đẹp đẹp ấy, lên avatar ấy. Lúc đầu cứ đừng có nhắn bán sản phẩm gì hết. Nhắn một loạt: chào anh, rồi làm quen nhé anh, rồi thế này thế nọ. Sau các bạn lưu ý là không bao giờ được cái đưa cái link sản phẩm vào cái tin nhắn nhé. Cái link sản phẩm ấy chỉ đặt lên trên tường thôi, và cái hướng cái sản phẩm của mình đặt lên tường của cái người nhắn tin ấy thôi. Thì khi mình tích như vậy, họ tò mò mà, họ sẽ xem vào, họ tích sẽ vào cái sản phẩm họ xem, họ tích vào cái trang cá nhân mình để xem, thì nó sẽ thấy cái sản phẩm đấy. Nếu mà quan tâm thì nó hỏi tiếp, mà không quan tâm thì thôi. Nên là, nhưng mà mình ghét cái đối tượng tiềm năng, ví dụ những người thích thích đồng hồ chẳng hạn, mình vào cái trang mà chuyên về đồng hồ ấy thì mình sẽ nhắn tin, thì tất nhiên là cái tỷ lệ thành công là sẽ cao hơn. Lên tường của mình ấy, không phải viết lên tường của nó đâu, viết lên tường của nó chửi chết rồi. Viết lên tường của mình ấy, còn nhắn cho các nàng thì kiếm ảnh anh nào bụng 6 múi gì đấy, lập một tài khoản đấy, hoặc chục cái tài khoản mua sim thì nó rẻ mà. Sau rồi dùng phần mềm nhắn: chào làm quen nhé, mình làm quen được không, hay là chào bạn, hoặc là bạn có online không. Thì kích thích sự tò mò của họ, họ tích vào của mình, mà mình cũng lịch sự, họ không thích sản phẩm của mình họ đi ra, không cũng không có gì là phiền phức lắm. Chứ các bạn nhiều khi sim nó đăng list một loạt tầm 100 cái sim ở đấy, thì mình thấy một phát là mình cho out. Hoặc là các bạn có thể chia sẻ một cái vấn đề gì đấy, ví dụ các bạn làm dịch vụ học chẳng hạn đúng không, thì các bạn: chào bạn, tôi muốn chia sẻ một cuốn ebook gì đấy. Thì nó sẽ tích tích nó quan tâm thì nó chat lại, mà không thì thôi. Thì cái đó mình phải trực chat thường xuyên và đăng lên 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 tường kiểu vậy. Thế còn đừng có nhắn tin kiểu cứ nhét hết sản phẩm dịch vụ vào thì không 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 ai mà người ta đọc cho đâu. Thì mình phải thông minh ở đoạn đấy, thì mỗi người có một cách, thì đó là thì mình hướng dẫn, như lần sau các bạn nào bị lừa đừng có nói mình nhé. Chào hàng hàng loạt thế à? Không, Facebook nó mình dùng cái thuật toán, mình không được nhắn tin nhanh quá, phần mềm nó hỗ trợ mà, nhắn bao nhiêu lâu ấy, phần nhắn một phát đấy. Nhắn tin mà không có link thì nó ít 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 bị lắm. Mình chỉ chào thôi mà, chào kết bạn em đi rồi làm quen đủ các thể loại. Cái tìm kiếm Facebook này thì mọi người đã hiểu hết chưa? Hiểu rồi ấn một hết toàn bộ nhá. Cái này thì để mình dùng, là mình tìm chủ yếu mình thường hay thì mình tìm các cái trang đối thủ chẳng hạn, mình nghiên cứu chẳng hạn, rồi mình xem từ khóa của nó như thế nào, rồi nó viết như thế nào, hoặc là cái này để ứng dụng cho phần mềm nhắn tin này. Nói cũng nhiều cái, có cái này thì cũng tốt. Mình hoặc là tìm người yêu thì cũng dùng cái này được đấy. Ví dụ mình tìm tên cô, ví dụ bây giờ mình muốn tìm tên Mai chẳng hạn, ví dụ tên tên Hoa đi,
Thôi tuổi từ 18 lên cho chắc ăn. 18 đến 20 đi. Tìm em hoa 18 20. Đúng không? Đấy, thì mình sẽ tìm được hoa 18 20. Đấy, thì các bạn thấy theo thế này nhá. Này, đấy. Nệm mẹ hoa này. Hoa lê, ui 20 lấy chồng là hết các bạn ơi. Hoa quỳnh này, hoa thiên sứ này, hoa trần này, ui giời đủ các loại hoa. Hoa sát thủ này. Đây à. Tim hoa hồng. Su su, ui giời, đủ các loại hoa. Nói chung phần mềm thì nó sẽ có cái thuật toán hỗ trợ các bạn làm cái chuyện đó, không không phải lo. Tất nhiên là Facebook nó vẫn khóa nếu các bạn lạm dụng quá đà thôi, còn bình thường thì không không sao hết. Bạn có thể tìm các cái nhóm trong này hoặc là dùng dùng cái phần mềm hôm nào mình chia sẻ mọi người có phần mềm get UID này này thì nó sẽ tìm kiếm tất cả các nhóm, các bạn đọc vào nhóm đây cái phần mềm đấy, nhưng mà mình không nhớ mình ném ở cái chỗ nào nữa. Thôi cái phần mềm đấy hôm nào mình chia sẻ sau với mọi người nhé, mình không không nhớ mình ném ở đâu nữa. Ở cuối buổi mọi người có câu hỏi hay là có vấn đề gì không nhỉ? Có ai có góp ý gì cho mình để lần sau mình chia sẻ với các bạn tốt hơn không? À, hôm nay vẫn có uống bia đấy. Đúng hôm nào đi dạy là lại có người gọi đi uống bia. Hôm nay ông sếp mình gọi đi uống bia, nhưng mà uống ít thôi. Mình bảo tối nay học thì không uống, ông bảo đi làm về ngủ làm gì mà không uống. Uống có mấy cốc à? Mọi người ok hết thì nhấn ok nhá. Ok hết xem nào, em còn ai chưa ok này thì sau mình rút kinh nghiệm xử lý cho các bạn sau. Rồi, Hoan Đô hỏi đi, hỏi gì hỏi luôn đây nào. Hỏi liên quan đến vấn đề hôm nay nhá. Nếu mà vấn đề khác thì đề nghị là hỏi tên nhóm nhá. Đâu, Hoan Đô hỏi gì nào. Để nhanh không, mọi người đi ngủ đi ngủ không mọi người lại tách nào. Mình cũng không 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 biết là khả năng nếu các bạn lần sau muốn chat thì mình chat trên nhóm cũng được, mình về là mình sẽ tạo cái nhóm chat cho các bạn. Có bạn Nguyễn Hữu Tuấn hỏi hỏi mình cái cách demo mà nhân 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 bản á. Rồi để mình trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Hữu Tuấn trước nha. Là anh có thể demo cái lúc online, ví dụ 100.000 like chất như anh nói ở được, thì nếu mà mọi người mà có hứng thú thì nhấn ok hết đi là mình chỉ luôn cái đấy luôn. Chỉ sơ qua nha, bởi vì cái đấy nó còn dài. Còn bạn anh Tuấn hỏi là tên phần mềm đưa get email của nhóm. Thì thực chất bây giờ get email thì đuôi a còng facebook.com thì không không thể dùng để quảng cáo được nữa. Không không như ngày xưa nó mới bị khóa cái đấy rồi.
nó mà nếu mà ghét như các bạn ghét những cái email trên các diễn đàn khác thì hoàn toàn đưa vào Facebook quảng cáo được, với điều kiện là cái email ấy dùng để đăng nhập Facebook. Cho mình giới thiệu sơ qua cái lúc align nhân bản vô tính nhé. Nó theo mình gọi nôm na, mình cứ hay nói là nhân bản vô tính là vậy. Mình nói sơ qua lúc online nha, nó nhiều cái trong ấy. Các bạn mà buồn ngủ lắm chưa nhỉ? Chưa, một người chưa thôi còn đâu. Bây giờ trong lớp mình hiện giờ đang có 26 người tất cả. Mà chỉ có vài người trả lời thôi, chưa buồn ngủ thì trả lời chưa 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 hoặc ủng hộ thế nào thì mình chỉ tiếp. Mình hôm nay buồn ngủ, bia về buồn ngủ. Vì có tưởng tượng bọn người thì nếu mà tham gia lớp thì chịu khó tương tác tí cho nó vui. Vì mình không không thấy lớp thì rất là đông mà không không chỉ có một số người tương tác thôi, còn đâu không thấy đâu hết. Không không các bạn không nói thì chat nhá. Mình khi mình hỏi các bạn chat để mình biết mà. Nói thì tất nhiên không nói rồi, bây giờ mình chặn micro trên này. Bây giờ có ai muốn nói gì không thì mình bật micro lên cho nói, cho phát biểu. Hát một bài cho cả lớp nghe không được. Bạn Hoàng Lan có hát một bài không? Mình bật mic lên cho hát cho cả lớp nghe. À, hát đây. Ai hát thì mình bật mic cho hát thì mình có hát đâu. Thôi để mình thôi thì các bạn nhấn 1 1 hết đi, nhấn số 1 hết đi, hoặc là ok hết đi toàn bộ đi để mình chỉ luôn cái lúc like kia đi, lúc like nói sơ qua thôi nhá, giờ chuẩn bị giờ hoàng đạo ấy. Rồi mình chỉ cho các bạn cái lúc like này nhá. Thì các bạn vào trình quảng cáo. Các bạn vào quảng cáo nha. Cái của mình dùng đây là cái tài khoản doanh nghiệp, thì lên cái tài khoản doanh nghiệp này cũng dễ thôi. Bạn nào thích lên thì mình gửi link lên lên nhóm cho. Mà lên nhưng mà lên rồi thì không xuống được, nên đừng có ân hận. Các bạn vào đối tượng này, audition này, tiếng Việt là đối tượng nha. À, cái lên này có tác dụng nhiều chứ. Ví dụ bạn có quản lý tầm khoảng hơn chục face ấy, thì nên dùng cái này. Rồi các bạn quản lý nhiều tài khoản đấy thì nên dùng cái này. Ví dụ bạn là một công ty mà chuyên chạy quảng cáo chẳng hạn thì nên dùng cái này, thì mình có thể cấp quyền cho nhân viên chạy quảng cáo này, nhiều cái lắm, nó hỗ trợ. Hoặc là kể cả cái quảng cáo trên Infarm bây giờ mới thì nó vẫn có cập nhật trên này. Hầu như các bạn nếu mà tài khoản cá nhân thì không không được cập nhật, cái này thì nó được cập nhật rồi thì có thể quảng cáo trên Infarm. Ở trên Infarm ấy thì dạo này mình bận quá, không bận thì mình cũng ngồi nghiên cứu nghịch nghịch tí, nhưng mà bận bận quá, dạo này mình đi làm công trình nó đang chạy tiến độ nên nó không bận. Nha, các bạn vào cái Credited Ocean Line, hay là mình đổi qua tiếng Việt cho các bạn dễ dùng nhỉ? Tiếng Việt hay là để tiếng Anh vậy thì theo dõi luôn. Nha, thôi để tiếng Anh nhé, à tiếng Việt à? Thôi để tiếng Việt cho mọi người biết nhé. Ôi giời, ông thì tiếng Việt, ông tiếng Anh thì biết theo ông nào. Thôi nhanh nhanh mình sơ sơ mình giới thiệu qua qua tiếng Anh đi nhá. Vào cút tầm
À, các bạn vào look align này, các bạn thấy look align không? Look align audition này tức là tạo đối tượng tương tự. Rồi rồi mình úp video. À cái của anh đang không không chạy quảng cáo nào hết. Giờ này không 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 chạy quảng cáo nên báo toàn đèn đỏ vậy đấy. À cái advice này thì không nói, advice này là ready là tức cái đối tượng sẵn sàng để sử dụng ấy. À khi nào đèn xanh á, từng tầm hơn 20 người này là cái đèn này trở lên màu xanh này. Nhá. Cái đèn này lên màu xanh khi 20 người trở lên. Ví dụ cái những cái nhóm nhóm này thì trên 20 người nó vào được. Đấy. Thì các bạn look align này nha. Look align này. Các bạn chọn chọn cái tệp. Đấy, ví dụ những cái tệp tệp này thì vào cái phần custom line mình phải tạo trước. Tức mình phải lưu những cái đối tượng like trang của mình trước đó. Ví dụ mình lấy cái tệp này nhá. Ví dụ lấy cái tệp ví dụ cái tệp bán hàng tại kho đây, phây bán hàng tại kho đúng không? Mình chọn Việt Nam đi. Đấy thì nó sẽ nhân bản cái số người like của cái bán hàng tại kho này này. Ra ví dụ ít nhất là 345,8 ngàn người. Và nhiều nhất thì chạy 3,5 triệu người. Đấy. Hoặc là cái tệp ví dụ những cái tệp mình có một cái trang lấy remarketing tệp remarketing đấy. Thì remarketing đây nhá, Facebook quảng cáo trang web của mình trang chủ nhá. Thì mình nhảy nhân bản lên bao nhiêu đấy? Đến tạo đây này, là xong. Đấy thôi. Sau đó mình có thể dùng cái này để quảng cáo. Đấy ví dụ các bạn khi tạo xong nhé thì nó như thế này này, ví dụ như cái quảng cáo trang chủ này này thì có 800 người thôi nhưng mà mình nhân bản ra là được 344.200 người, tùy mình thích mình có bao nhiêu tiền thì mình nhân bản thêm bấy nhiêu đấy. Thì sau khi nhân bản thì mình bắt đầu chạy quảng cáo được. Ví dụ mình tạo một quảng cáo nhé. Ví dụ mình quảng cáo đến trang web của mình chẳng hạn. Nhận đến web đi. Ví dụ mình chọn đại một cái đi. Thôi bài post đi. Web mất công quá. Quà tặng độc đáo ấy nha. Chọn bài nha. Đấy. Cái này thì như quảng cáo đấy. Các bạn thấy đối tượng tùy chỉnh như này. Đây mình nhập cái đối tượng tùy chỉnh như này. Đấy, đối tượng tùy chỉnh, ví dụ như là quảng cáo trang chủ Facebook này. Có thể thêm nhiều đối tượng. Các bạn này cái này phải lấy nhiều tệp đối tượng, có thể là tệp đối tượng email khách hàng mua váy này, tìm đối tượng email khách hàng mua quần này. Đấy, thì nó nằm ở trong này luôn. Thì các bạn có thể lấy được. Hoặc là nhiều mình có thể thêm nhiều tệp đối tượng vào đây này để nó quảng cáo chính xác. Thì trong đối tượng này này. Đối tượng này thì mình có thể tạo đối tượng này, đối tượng tùy chỉnh này này. Đây là danh sách khách hàng nhé. Đây này. Ví dụ như toàn bộ email khách hàng chẳng hạn này thì các bạn nhập vào đây. Thì cái này mình tên phải trên 20 người mới nhập được. Đúng rồi, cái lúc like nó chuẩn mà mình không có tiền thì mình chỉ chạy một cái tệp nào đó nhỏ thôi, mình chạy tệp mà tệp đó chất phát thì không cần bao nhiêu người lớn, mà sau đó Facebook nó tự nhân bản ra những cái đối tượng như là cùng sở thích này, cùng tình trạng hôn nhân này, cùng nơi ở này. Đấy thì cái này là để mình thêm khách hàng My Chip này, tải lên tệp này. Đây ví dụ định dạng là các bạn cứ đánh email như thế này thôi. Nên cái thằng get email ngày xưa nó dùng được là dùng cái này, chính là cái này đấy. Nói chung là mình bán hàng thì mình nên tạo một cái file Excel để lưu cái thông tin khách hàng lại. Lưu toàn bộ số điện thoại khách hàng này, lưu toàn bộ email này.
cái data ấy là nó cực kỳ là quý giá đấy. Các bạn dùng rất là nhiều cái như là dùng như chiến dịch email marketing này, chiến dịch SMS marketing này, chiến dịch mà nếu mà có số điện thoại, nói chung mình dùng rất là nhiều. Cái lượng data là mình quy ra data bao nhiêu thì tiền bấy nhiêu rồi đấy. À, cái đó thì thực được rồi, cái này anh nói sơ thôi, còn hôm nào anh nói chứ bây giờ cái này nó bên trong này nó nhiều nhiều vấn đề lắm, thì nói thì chết chắc là đến 1-2 giờ sáng mới xong được cái này mất. Nói sơ sơ qua cái lúc live thôi cho mọi người hiểu, còn hôm nào thì mọi người tìm hiểu đi rồi hôm nào mình chỉ cho cái đấy tiếp nha. Thôi mọi người nếu mà ok hết thì nhấn ok nhé. Mình kết thúc buổi học tại đây nhé. Nha, chào mọi người nha. Có gì chia sẻ thì mình đang chia sẻ lên 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 nhóm nha. Nha, bye mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Còn các lần sau thì chắc phải kêu gọi ủng hộ thật đấy. Hôm nay mình muốn rất muốn là thanh toán cái webinar này để mà chạy này, nhưng mà không thanh toán, nó không cho phép mình thanh toán. Kêu gọi ủng hộ thì nhiều khi cũng ngại, bởi vì là nó không không đáng bao nhiêu, mà khi với cái thực chất mình muốn chia sẻ mọi người thôi, ủng hộ rồi chia sẻ trả ra gì thì mất công lắm. Nên mình cũng ngại, nhiều khi hôm nay kể cả buổi chiều hôm nay mình cũng không không muốn nhận ủng hộ nữa thôi nha. Chào cả nhà nha. Rồi mình out đây. Rồi mình thăng đây.